Đứng đầu trong những thanh thánh kiếm là thời kiếm Jikokuken Kanji, sở hữu bởi Ryoga Shindai, một trong hai anh em nhà Shindai. Tạo hình của nó là một thanh gươm cơ bản với phần lưỡi vàng, nhưng thân kiếm được tách ra hai màu neon, hồng và xanh. Thân kiếm tích hợp như hai phần riêng lẻ. Khi Ryoga kích hoạt dạng Rider quanh ta, kết hợp cùng quyển Ocean History, đổ ngược phần lưỡi kiếm để cắm vào phần thân kiếm, nó sẽ tạo ra chiếc đinh ba của thần biển cả. Sức mạnh của thời kiếm là không phải bàn cãi, vẫn chưa thể hiện bất kỳ sức mạnh nào liên quan tới biển cả, mà chỉ cần duy nhất khả năng điều khiển thời không. Để kích hoạt khả năng này, Durando chỉ cần tháo lưỡi gươm của mình khỏi phần thân. Nó sẽ kích hoạt một khoảng không bất định. Anh ta dùng khoảng không này để đọc chuyển động của kẻ thù, cũng như dự đoán những lần tấn công mà bọn chúng có thể tấn công vào mình, lẻn đến một nơi thuận lợi và ra một nhát chém chí mạng vào người kẻ thù. Khả năng của thời kiếm gần như bất khả chiến bại trong series, chỉ trừ những kẻ có những quyền năng vô hạn như Solomon, Storius, hay sức mạnh đến từ sự cộng hưởng của những thanh gươm Ikros mới thật sự làm khó Jikokuken Kanji. Còn lại những thanh gươm khác khi đối mặt với anh cũng hoàn toàn vô dụng. Kẻ thù sẽ phải làm gì khi chưa kịp tấn công thì đã bị đánh bại. Khả năng đáng sợ kể trên còn được bổ sung thêm bằng việc nó có thể kích hoạt khoảng không ngưng động này vô số lần mà không có bất kỳ hạn chế nào liên quan tới vũ khí cũng như thể trạng của người sử dụng, càng làm cho thời kiếm thêm phần đáng sợ trong mắt kẻ thù.